Chân dung tân tổng giám đốc thay thế Trần Quý Thanh. Vì sao tước hàm thiếu tướng đối với cựu phó giám đốc công an Hà Nội? Hé lộ nguyên nhân nữ chủ quán karaoke tử vong trong ngôi nhà hoang giữa rừng. Tráo biển số xe rồi gây tai nạn, 5 thanh niên bị tóm gọn. Chiêu trò tham ô gần 800 triệu đồng của hiệu trưởng ở Đắk Nông. Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là tin tức mới nhất xung quanh vụ lùm xùm của tập đoàn Tân Hiệp Phát thời gian qua. Mới đây, tập đoàn này đã có thông tin chính thức về vụ việc liên quan tới ông Trần Quý Thanh và bà Trần Uyên Phương, đồng thời cho biết vị trí tổng giám đốc đại diện cho pháp luật của công ty đã có người đảm nhận. Vị lãnh đạo mới này có năng lực như thế nào? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi bản tin. Ngày 11 tháng 4, đại diện truyền thông của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát, trụ sở chính tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đã có thông cáo chính thức liên quan việc ba lãnh đạo của công ty này bị khởi tố. Theo Tân Hiệp Phát, ông Trần Quý Thanh, nhà sáng lập công ty, và bà Trần Uyên Phương, con gái của ông Thanh, phó tổng giám đốc, là những người sáng lập, điều hành công ty nhiều năm qua, nên sự việc trên chắc chắn ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Tuy nhiên, công ty này cho biết với hệ thống quản lý và đội ngũ đã được xây dựng nhiều năm qua, Tân Hiệp Phát sẽ nỗ lực hết sức để giảm tối đa các ảnh hưởng bất lợi từ sự việc này với hoạt động của công ty và đối tác. Một trong những động thái để duy trì sự hoạt động liên tục ổn định của công ty Tân Hiệp Phát là việc công ty này đã có tổng giám đốc, người đại diện pháp luật mới là ông David Riddle. Theo bài viết với tiêu đề Chân dung ông David Riddle, tân CEO người Anh của Tân Hiệp Phát, đăng tải trên báo điện tử Viettimes, thông cáo phát đi chiều 11 tháng 4 của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát, THP Group viết, ông David Riddle có nhiều kinh nghiệm quản lý ở các tập đoàn lớn trên thế giới, đã tham gia hoạt động của công ty Tân Hiệp Phát hơn 13 năm qua với chức vụ là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Tân Hiệp Phát. Theo đăng ký kinh doanh cập nhật tới tháng 10 năm 2022 của THP Group, ông David Riddle, sinh năm 1950, quốc tịch Anh, phụ trách ghế phó giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty. Trong hệ sinh thái của Tân Hiệp Phát, THP Group thành lập từ tháng 10 năm 1997 là đơn vị vận hành nhà máy nước giải khát ở tỉnh Bình Dương, có hiệu quả kinh doanh nổi trội so với các thành viên khác. Tân Hiệp Phát được cho là đã mời ông David Riddle tham gia vào hội đồng quản trị để phụ trách việc cải tổ khâu mua hàng, hậu cần và các khía cạnh chuỗi cung ứng từ nguồn cho đến tay người tiêu dùng. Trên nền tảng LinkedIn, một tài khoản tự nhận là ông David Riddle cho biết, ngoài vai trò ở Tân Hiệp Phát, ông còn đảm nhiệm ghế Phó Tổng Giám đốc Deputy Group Managing Director của Logistics Bureau. Theo đó, thì ông David đã gia nhập tập đoàn chuyên tư vấn về dịch vụ hậu cần và chuỗi cung ứng từ năm 2001. Thông tin trên trang chủ của Logistics Bureau cho hay, ông David Riddle đã có 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính tại Anh trước khi tới Úc để phát triển sự nghiệp. Trước khi gia nhập Logistics Bureau, ông David đã có 15 năm giữ vị trí quản lý cấp cao trong ngành may mặc và mỹ phẩm ở cả kênh bán lẻ và bán buôn tại Myer Gray Bros và hai công ty đa quốc gia lớn của Mỹ. Mặc dù những lãnh đạo cốt cán của Tân Hiệp Phát đang dính vào vòng lao lý, nhưng công ty vẫn có những hành động nhanh chóng để cứu vãn tình hình. Tập đoàn này còn đảm bảo sẽ duy trì công việc cùng thu nhập cho hàng ngàn người lao động đang làm việc tại công ty, đồng thời sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ các cam kết với khách hàng, đối tác trong và ngoài nước. Liệu dưới sự trèo lái của vị tổng giám đốc người Anh, đế chế đồ uống Tân Hiệp Phát có thể thực hiện trọn vẹn những hứa hẹn của mình? Những tin tức liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong các video sau. Thưa quý vị, vụ chuyến bay giải cứu được biết đến là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có liên quan tới nhiều cán bộ cấp cao tại Bộ Ngoại giao và các tỉnh thành. Là một mắt xích nhỏ trong vụ việc này, cựu phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đã phải chịu những hình thức kỷ luật về đảng và tước hàm thiếu tướng. Đầu tháng 4, ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đang nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí, đã bị truy tố tội môi giới hối lộ trong vụ án chuyến bay giải cứu. Ông Tuấn có mối quan hệ với Hoàng Văn Hưng, nguyên trưởng phòng điều tra Cục An ninh điều tra Bộ Công an và là điều tra viên thụ lý chính vụ án chuyến bay giải cứu. Kết luận điều tra nêu rõ, từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022, Nguyễn Anh Tuấn đã nhận lời giúp làm trung gian và nhận tiền từ Nguyễn Thị Thanh Hằng, tổng giám đốc công ty du lịch Bầu Trời Xanh và công ty cổ phần Travel Sky, sau đó liên hệ gặp gỡ, tác động, đưa tiền cho Hoàng Văn Hưng để lo cho Nguyễn Thị Thanh Hằng, Lê Hồng Sơn, phó tổng giám đốc, không bị xử lý hình sự.
Cơ quan điều tra kết luận, tổng số tiền môi giới hối lộ ông Tuấn đã nhận hơn 2,6 triệu đô la, tương đương 61,6 tỷ đồng. Trong đó, ông Tuấn phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 42,8 tỷ đồng. Cụ thể, ông Tuấn liên hệ gặp gỡ, tác động đưa tiền cho Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng điều tra, Cục An ninh điều tra Bộ Công an để lo cho Hằng, Lê Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ và Du lịch Bầu Trời Xanh không bị xử lý hình sự. Ông Tuấn khai đã sử dụng 400.000 đô la và đưa 2,25 triệu đô la cho bị can Hưng. Tuy nhiên, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho rằng chỉ đủ căn cứ kết luận ông Hưng nhận 800.000 đô la qua 2 lần vào tháng 11 và 12 năm 2022. Số tiền còn lại 1,45 triệu đô la là chưa có cơ sở. Do đó, ông Tuấn phải chịu trách nhiệm về 1,85 triệu đô la, 1,45 triệu đô la cộng 400.000 đô la, tương đương gần 43 tỷ đồng. Quá trình điều tra, ông Tuấn được ghi nhận thành khẩn về hành vi phạm tội của bản thân và những người có liên quan, góp phần giúp cơ quan điều tra làm rõ nhiều tình tiết của vụ án. Đầu tháng 3, gia đình ông Tuấn đã nộp 400.000 đô la. Theo thông tin từ Văn phòng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định tước cấp bậc hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân đối với Nguyễn Anh Tuấn. Trước đó, tại kỳ họp 25 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Anh Tuấn cũng bị khai trừ ra khỏi Đảng do có vi phạm khuyết điểm. Việc hối lộ đút lót khi có chuyện cần giúp đỡ dường như là một thói quen xấu khó bỏ của nhiều người. Nhưng với cương vị là một nhà lãnh đạo trong ngành công an, ông Nguyễn Anh Tuấn lẽ ra phải là một tấm gương chính trực, nghiêm minh, quyết liệt bài trừ hành vi hối lộ mới đúng. Điều này cũng là bài học đắt giá trong công tác quản lý nhà nước cũng như việc lựa chọn sử dụng quản lý cán bộ thời gian qua. Mới đây, vụ việc người dân tỉnh Bình Dương bất ngờ phát hiện một người phụ nữ tử vong trong rừng khiến cho người dân sống xung quanh khu vực này không khỏi kinh hãi. Bằng sự vào cuộc nhanh chóng của cơ quan chức năng, nguyên nhân đằng sau vụ việc đã được hé lộ. Vào chiều tối ngày 8 tháng 4, người dân huyện Phú Giáo, Bình Dương phát hiện một người phụ nữ tử vong trong một nhà vệ sinh bỏ hoang trong rừng cao su thuộc xã Tam Lập nên đã báo cơ quan công an. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong tỏa và tiến hành khám nghiệm hiện trường. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ một chai thuốc diệt cỏ, bên trong vẫn còn một ít thuốc. Kết quả khám nghiệm xác định nạn nhân bị nhiễm độc thuốc diệt cỏ dẫn đến tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là bà HTT, sinh năm 1975, chủ một quán karaoke tại xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo. Liên quan đến vụ việc, ngày 11 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Giáo cho biết, kết quả điều tra xác định nạn nhân tử vong là do tự mình chấm dứt mạng sống. Về nguyên nhân bà T quyên sinh, theo người nhà nạn nhân cho biết, có thể do bà T buồn chuyện bị nợ nần nên đã nghĩ quẩn. Sinh mạng con người là điều vô cùng quý giá, vậy nhưng vẫn có không ít những trường hợp nghĩ quẩn mà vội vàng chấm dứt mạng sống của mình. Giống như bà T trong vụ việc trên. Tuy rằng cuộc sống vốn có muôn vàn khó khăn, nhưng chỉ cần suy nghĩ tới những điều tích cực, nỗ lực tìm ra cách giải quyết, tin rằng sẽ luôn có những lối thoát cho mỗi người. Thời gian gần đây, không ít những vụ án xảy ra mà thủ phạm là những thanh thiếu niên. Điều đáng nói, những hành vi này không chỉ xuất phát từ sự bồng bột, thiếu hiểu biết, mà trước khi gây án, các đối tượng đều có động cơ phạm tội, thủ đoạn thực hiện được tính toán kỹ lưỡng, thậm chí hình thành các băng nhóm. Mới đây, trên địa bàn thành phố Huế, một thanh niên sinh năm 2007 đã lấy trộm xe máy hiệu Sirius, tráo biển số rồi gây tai nạn giao thông. Ngày 11 tháng 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế qua công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện đối tượng trộm xe máy, tráo biển số, sử dụng xe máy lấy trộm gây ra tai nạn giao thông. Trước đó, ngày 2 tháng 4, trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy biển kiểm soát 75F102110 chạy hướng Nam Bắc với xe đạp do bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1969, trú tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc điều khiển, đang đi phía trước cùng chiều, chuyển hướng qua trái đường. Khi điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và qua công tác khám nghiệm dấu vết, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện xe máy biển kiểm soát 75F102110 do Nguyễn Văn Thờ, sinh năm 2007, trú tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế điều khiển, có nhiều dấu vết cào xước xuất hiện ở phần đầu ổ khóa và nguồn điện xe bị cắt đứt nhưng không phải do vụ tai nạn gây ra. Trong quá trình lấy lời khai, cháu Thờ khai báo nhiều nội dung không trung thực, không khớp với diễn biến vụ việc và nguồn gốc của phương tiện. Quá trình đấu tranh khai thác, cháu Thờ đã khai nhận toàn bộ sự việc trên. Rạng sáng 31 tháng 3, Thờ đã lấy trộm xe máy hiệu Sirius, biển kiểm soát 75F1-26053 tại nhà dân ở phường Thủy Xuân, thành phố Huế. Sau đó, Thờ điều khiển xe máy vừa trộm được đến đường Bùi Thị Xuân, thành phố Huế, thì phát hiện xe máy biển kiểm soát 75F1-02110 đang đỗ bên đường. Không có người trông coi nên đã lấy trộm biển số để gắn vào xe Sirius.
Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế làm rõ Nguyễn Văn Thờ còn thực hiện hành vi trộm cắp 2 xe máy khác. Hiện nay, 3 chiếc xe máy là tang vật trong các vụ trộm cắp tài sản đã được Cơ quan Công an thu hồi để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Việc tiếp cận các nguồn thông tin không lành mạnh khiến cho nhóm đối tượng này có những biến đổi khá nghiêm trọng về tâm sinh lý và nhân cách. Khi các đối tượng còn quá non nớt, rất dễ bị tác động từ môi trường sống. Chính vì thế, cần nâng cao công tác giáo dục pháp luật tại nhà trường và tăng cường phối hợp giữa nhà trường với gia đình, tổ chức đoàn thể ở địa phương để quản lý thanh thiếu niên có hiệu quả. Thưa quý vị, hiện nay ở xã hội, tình trạng tham ô, lãng phí, tiêu cực và tham nhũng xảy ra trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội và ở tất cả các ngành các cấp. Mới đây, hiệu trưởng một trường học tại tỉnh Đắk Nông đã bị khởi tố do tham ô số tiền khổng lồ lên tới 800 triệu đồng từ những khoản thu của học sinh. Vậy nguyên nhân vì sao lại có thể thu được một số tiền lớn như vậy? Mời quý vị cùng theo dõi tình tiết ngay sau đây. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Phi Hùng, sinh năm 1980, trú tại huyện Đắk Rờ Lấp, tỉnh Đắk Nông, để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Được biết, ông Hùng chỉ vừa được Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Nông bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đình Chiểu trong tháng 3 năm 2023. Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, ông Hùng lợi dụng việc được ban đại diện cha mẹ học sinh ủy quyền thu, quản lý và sử dụng đối với các khoản thu của học sinh tại trường nên đã báo cáo ban đại diện cha mẹ học sinh ít hơn thực tế số tiền thu, nâng khống các chi phí sử dụng từ nguồn tiền thu được. Qua đó, ông Hùng đã chiếm đoạt số tiền khoảng 800 triệu đồng đối với các khoản thu của học sinh từ đầu năm 2019 đến 2022. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông điều tra làm rõ. Vậy hình phạt của người hiệu trưởng này ra sao và số tiền tham ô sẽ xử lý như thế nào? Chúng tôi sẽ cập nhật ở các video sau. Nắm bắt tâm lý và nhu cầu của người dân muốn đi du lịch vào ngày cao điểm và đặc biệt là trong kỳ nghỉ lễ dài 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 với giá rẻ, nhiều đối tượng đã lập fanpage, trang web, phòng bán vé máy bay trên mạng xã hội để lừa đảo. Chỉ cần vài cú nhấp chuột, người dân đã có thể dễ dàng tìm được hàng loạt địa chỉ bán vé giá rẻ trên mạng xã hội. Đã không ít trường hợp săn vé máy bay trên mạng với giá siêu hời nhưng lúc soát vé lại không được bay. Trước mối nguy hiểm đó, Vietnam Airlines đã phát thông tin đến khách hàng cần cảnh giác trước những phương thức lừa đảo bán vé máy bay giả mạo. Cháy vé, giá vé tăng. Đây là tình trạng hiện nay của các phòng vé trong mùa cao điểm. Chỉ cần gõ từ khóa vé rẻ, săn vé nội địa giá rẻ sẽ xuất hiện hàng loạt những địa chỉ bán vé máy bay trên mạng xã hội, rẻ hơn 1 triệu đồng so với các phòng vé chính thống. Chính việc ham rẻ cả tin đã khiến cho nhiều người mắc bẫy. Mới đây, thì Vietnam Airlines vừa phát đi thông tin đến khách hàng cảnh giác trước những phương thức lừa đảo bán vé máy bay giả mạo trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và cao điểm hè. Do ghi nhận một số trường hợp hành khách mua phải vé giả từ các website, tổ chức, cá nhân tự xưng là đại lý của Vietnam Airlines. Với phương thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là các đối tượng mạo danh đại lý, tự tạo ra các website, trang mạng xã hội với địa chỉ đường dẫn thiết kế tương tự kênh của các hãng và đại lý chính thức, sau đó quảng cáo với mức giá rất hấp dẫn so với mặt bằng chung để thu hút khách hàng. Nếu khách hàng liên hệ, các đối tượng sẽ đặt chỗ, gửi khách, mã đặt chỗ để làm tin và yêu cầu chuyển tiền thanh toán. Sau khi nhận thanh toán, đối tượng không xuất vé và ngắt liên lạc. Do mã đặt chỗ chưa được xuất ra vé máy bay nên sẽ tự hủy sau một thời gian và khách hàng chỉ biết được việc này khi đến sân bay. Sự vụ gần đây là trường hợp một khách mua vé khứ hồi nội địa cho gia đình 5 người qua một công ty. Khi đến sân bay check-in, khách mới biết công ty này chỉ đặt chỗ chứ không xuất vé. Khách phải mua vé mới cho gia đình. Bên cạnh đó, một phương thức khác của các đối tượng sau khi nhận được tiền của khách vẫn xuất vé, nhưng sau đó hoàn vé để thu lại phần lớn tiền, chỉ phải chịu mất một khoản phí hoàn vé ít ỏi. Sự việc trên xảy ra vào cuối năm 2022, một hành khách mua vé máy bay đi Úc cho đoàn khách qua đại lý là chỗ quen biết cá nhân. Khách đã chuyển cho đại lý này tiền vé, nhưng khi xác nhận lại vé trước ngày bay, khách hàng mới biết vé đã bị hoàn lại trước đó. Khách không thể thực hiện chuyến bay như dự định và phải hủy bỏ toàn bộ kỳ nghỉ. Trước sự việc này, Vietnam Airlines Group gồm có 3 hãng, Vietnam Airlines, Vasco và Pacific Airlines khuyến cáo hành khách mua vé trên kênh chính thức của các hãng. Ngoài ra, khách hàng cần lấy phiếu thu, hóa đơn khi mua vé. Đây là chứng từ khách hàng dùng để bảo vệ quyền lợi cho mình.
Để tránh bị lừa mua vé giả, đặc biệt trong các đợt cao điểm đi lại như 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, nghỉ hè, lễ Tết, người dân cần phải cảnh giác trước những lời quảng cáo về vé máy bay giá rẻ tràn lan trên mạng xã hội. Hãy tìm hiểu kỹ đơn vị bán vé trước khi giao dịch để đảm bảo mua vé của tổ chức uy tín hoặc đại lý chính thống, tránh tiền mất tật mang. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2023, do ngày Dỗ Tổ Hùng Vương liền với dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, nên kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày liên tục từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày mùng 3 tháng 5. Dịp này cũng thường trùng với khai trương mùa du lịch trong năm tại nhiều tỉnh thành, nên nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng mạnh, lưu lượng hành khách tập trung vào một số địa phương có điểm tham quan du lịch. Để có thể đáp ứng nhu cầu cũng như đảm bảo việc đi lại của người dân được thuận lợi, an toàn, thì các cơ quan chức năng, các bến xe đã có những phương án ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi thông tin ngay sau đây. Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay do trùng với ngày nghỉ Dỗ Tổ Hùng Vương nên người lao động trên cả nước sẽ được nghỉ dài 5 ngày. Vậy nên nhu cầu người dân di chuyển về các địa phương sẽ tăng cao. Dự kiến lưu lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng từ chiều tối ngày 28 tháng 4 đến hết ngày mùng 4 tháng 5. Bến xe Giáp Bát và bến xe Mỹ Đình dự kiến sẽ đón lượng khách tăng khoảng 300% so với ngày thường. Tại bến xe Gia Lâm, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm này khoảng 8.000 lượt khách một ngày, tăng khoảng 250%. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã thông báo tăng cường hơn 600 lượt xe trên các tuyến có đông hành khách. Cụ thể, tăng cường 252 lượt xe cho bến Giáp Bát, 287 lượt xe cho bến Mỹ Đình và 87 lượt xe cho bến xe Gia Lâm. Công ty dự kiến sẽ đề xuất Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội cấp khoảng 400 tem và phù hiệu cho xe khách tăng cường. Bên cạnh đó, công ty này cũng yêu cầu các bến xe chủ động đảm bảo tốt an ninh trật tự an toàn xã hội nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị vận tải. Các bến có trách nhiệm xây dựng phương án chi tiết và sẵn sàng phối hợp với các đơn vị vận tải để giải tỏa phương tiện, hành khách trong trường hợp cần thiết. Song song với việc đó, cũng cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc thực hiện các quy định, thể lệ vận tải và chất lượng phục vụ hành khách. Thường xuyên tuần tra theo dõi, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hiện tượng trộm cắp, lừa đảo gây mất trật tự giao thông, trật tự công cộng. Kiểm soát từng xe, không để các hiện tượng như là lái phụ xe tranh giành khách, ép khách, lấy tiền cao hơn giá vé quy định. Nghiêm cấm xảy ra tình trạng xe chở quá tải, kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp phương tiện, người lái không đầy đủ giấy tờ hoặc giấy tờ không hợp lệ. Như vậy, ta có thể thấy các cơ quan chức năng đã có những phương án cụ thể hỗ trợ người dân tối ưu nhất trong việc di chuyển dịp nghỉ lễ. Người dân cần nắm rõ tình hình để có sự chuẩn bị tốt nhất trong dịp nghỉ lễ này. Như thường lệ, cuối bản tin sẽ là tin về dự báo thời tiết. Những ngày gần đây, các tỉnh miền Bắc tiếp tục có sương mù, mưa phùn, mưa nhỏ trước khi đón đợt không khí lạnh mới. Các khu vực khác, thời tiết ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi. Dự báo trong 2 ngày 13-14 tháng 4, khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa phùn, mưa nhỏ, sương mù vào đêm và sáng, trời nồm ẩm. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ trưa chiều hửng nắng, nền nhiệt tăng cao. Từ chiều tối và đêm 14 tháng 4, miền Bắc đón không khí lạnh, trời chuyển mưa dông, nền nhiệt giảm nhẹ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sáng 12 tháng 4 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi, riêng vùng núi phía Tây ngày nắng có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế ngày 12 tháng 4 có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng vùng núi phía Tây ngày nắng có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 21-24, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ C. Dự báo từ đêm 14 tháng 4, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chuyển mưa dông do tác động của không khí lạnh. Dự báo thời tiết trong 2 ngày 13-14 tháng 4, khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa phùn, mưa nhỏ, sương mù vào đêm và sáng, trời nồm ẩm. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ, trưa chiều hửng nắng, nền nhiệt tăng cao. Từ chiều tối và đêm 14 tháng 4, miền Bắc đón không khí lạnh, trời chuyển mưa dông, nền nhiệt giảm nhẹ. Khu vực Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ. Dự báo nắng nóng còn kéo dài ở Nam Bộ đến 15 tháng 4. Từ ngày 15-18 tháng 4, các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông vào chiều tối và tối, nền nhiệt giảm nhẹ, nắng nóng chấm dứt. Trong những ngày thời tiết mưa ẩm, người dân cần phải chú ý đến sức khỏe, giữ ấm cho cơ thể, nhất là các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Khi ra đường nhớ mang theo áo mưa, ô dù để tránh gặp phải những trường hợp xấu như dính mưa hay cảm lạnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.